Hello anh em của Chuối, xin chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Vui vẻ yếu thế. Các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay anh em nói là một series ăn uống các bạn ạ. Hôm nay anh em mình sẽ ăn cuộc thi thử thách ăn đùi gà các bạn ạ. Và cũng như lần trước ăn hamburger của chúng ta nhờ nước ngọt cũng là đầy đủ luôn, nhưng mà hôm nay chúng ta là nước ngọt sẽ được kẹt ga luôn, ai thích gì thì cho uống lấy luôn, và chúng ta chỉ thi bằng ăn đùi gà thôi. Ok, làm nước chấm này, đây là nước chấm nguyên ớt tươi mà mình vừa giã ra các bạn nhá, và cho gia vị vào đây rồi. Ok, rất là cay luôn nhá. Còn đây là mù tạt này, tí ai ăn thì sẽ được một gọi là mù tạt này, tí nữa ai bốc được thì sẽ nhỏ thẳng vào đùi gà luôn các bạn nhá, cũng một đoạn dài dài thôi, sợ nhiều quá là cũng không thể nào chiến nổi đúng không, nọ anh sẽ tí đi viện luôn các bạn, sợ quá thương tí thôi. May là nó thấy video của anh ấy là các bạn yên tâm rồi, là không có đề gì đúng không, nên anh em lại rút kinh nghiệm tí, mình sẽ đây rồi. Còn đây là nước chấm chiên su các bạn nhá, đùi gà chiên su các bạn ơi. Đấy, bỏ vào đây chiên su tỏi ớt này. Ui rồi. Tắc. Tỏi ớt tắc rồi các bạn ạ. Cái này bình thường người ta chỉ chấm vịt luộc hay là ngan luộc các bạn ơi. Hôm nay anh em mình chơi chất luôn nhá. Chiên su đùi gà, chấm đùi gà các bạn. Đấy. Cái này không biết có phù hợp với đùi gà chiên không. Đấy. Hôm trước là anh em anh củ là hôm trước bị ốm ấy không vậy? Hôm nọ mình ăn cái gọi là hamburger, không biết các bạn có xem không, hôm nọ ăn cái hamburger gọi là hamburger mắm tôm à, về tối Tào Tháo đuổi Trung Quốc sang đuổi chạy mất dép luôn. Ok, đây là tương ớt này, à đây là ớt này, đây là chiên su nhá, là đưa tương ớt này. Ui rồi sao chán đấy, có sao kiểu gì nhỉ, đây ok các bạn này, chạy tương ớt nhá. Tí mọi người ai mà bốc dính tương ớt là phải nhúng chim đùi gà vào tương ớt nhá. Đúng vậy. Cực cay luôn đấy. Ôi. Mồ phát đầy luôn. Ok. Chán quá đấy ạ. Tí nhúng cho nó chất. Cho chim đùi gà luôn các bạn này, ăn thế nó mới phê đúng không? Thế mà là thử thách chứ, tôi nói làm gì. Nào tiếp tục đi cuội. Bên này là tương cà nhá. Tương cà. Ok. Ôi hồi tương cà này hợp mấy đấy, đủ gà lắm đây này, ai bốc được đúng là son luôn nhỉ. Nặng quá. Cái chân này nặng quá rồi. Món tôm nữa. Tương cà này mình cũng thích tương ớt và tương cà các bạn ơi, nhưng mà không biết hôm nay số có nhọn không này, không biết trúng cái gì. Video hôm trước là mình đây. Ước được vào mắm tôm mà không được vào. Mình chấm gì nữa nhở, mù tạt với gì nữa nhở, mắm tôm nhỉ? Anh mắm tôm mắm à, đây các bạn đây, tí nữa là mắm tôm nhá, hôm nay là có cả đùi gà mắm tôm các bạn nhá. Người ta là thịt chó thì để có mắm tôm đâu, hôm nay mấy anh em mình chơi chất luôn. Đùi gà mắm tôm nhá, nhưng mà không phải ăn hết cả lọ này đâu, chỉ gọi là nửa lọ này thôi các bạn nhá, cho đùi gà nhá. Đấy, bôi ra. Hôm nay nếu mà đùi gà mắm tôm thì chắc Tào Tháo không đuổi đâu, hôm nọ hamburger mới đuổi thôi. Rồi ok. Không chơi nhở. Còn đây là nước uống thì anh em mình tự uống nha, hôm nay nước là không bốc mọi người nhá. Nước anh em mình là ai thích uống nước gì là tự sướng thôi. Rồi bạn áo đỏ, bạn chọn nước gì nào? Mình sẽ chọn nước này nhá. Bây giờ mình sẽ pha nước này đây này. Các bạn nhìn này. Nước này có gì mà pha đổ vào đây. Ủa, xanh hay đẹp thế này. Chất nhỉ, coi đây. Thơm đấy nhỉ, nước Mirinda thật thơm. Thơm đấy nhỉ. Nước vào đi, đổ thêm vào đi. Nó đầy. Rồi, ok. Rồi. Của bạn nào nhỉ? Bây giờ đến bạn nào nhỉ? Đây, bạn áo đen luôn đi. Bạn áo đen à? Nước gì bạn nhỉ? Nên uống nước gì các bạn ơi? Đây, thao của chọn này, bạn chọn nước gì này? Chắc bạn thích dòng đỏ thôi, mình nhìn mới biết. Thôi chơi Coca đi các bạn. Ai dạ? Đùi gà Coca. Hôm nay là Coca Cola đấy. Đá đi, đùi gà nữa. Uống nó nhiều đá thì nó mới phê. Đây. À thôi đây, mọi người xem. Em dựng thẳng tắp rồi. Sướng thế, ui dồi ôi, phê thế. Mát quá. Thời tiết thật là nóng mà hôm nay Coca thì thật là mát, ôi trời. Cốc của anh em mình không được đẹp lắm. Ok. Anh em mình ăn thủ uống vại các bạn nhá, thông cảm. Rồi bạn áo xanh. Đến mình rồi à? Thôi, mình chọn cái này được không? Ok luôn. Cho cả lọ đây luôn. Cái này khác mọi người thì thôi. Cho cả lọ luôn đi. Đây, uống Coca đi. Mày cũng thích Coca nhỉ?
Ngon nhỉ. Cho Coca pha thêm mắm tôm nhỉ mọi người. Không biết có gặp ông Trung Quốc luôn không. Rồi bạn áo vàng của chúng ta. Cái lượt mình nha các bạn nha, mình uống Coca này. Ở chứ. Mọi người hôm nay thì chọn Coca thế này. Ok. Hết luôn các bạn ạ. Rồi, tí nữa mình sẽ chọn Mirinda xanh này các bạn ạ. Mình rất thích hương vị của Mirinda xanh này, thơm cực kỳ. Các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình vẫn cứ bốc thăm luôn. Và tất nhiên rồi, ai bốc phải nước chấm gì thì chúng ta sẽ phải chấm bằng nước chấm đấy rồi. Ok, và không loại trừ mắm tôm, và hôm nay có thêm cả ớt rất là cay luôn. Rồi. Và chúng ta sẽ loại vòng ngay từ vòng đầu tiên luôn. Ai là người ăn chậm nhất là sẽ là bị loại vòng đầu tiên luôn. Và để đến vòng 2 luôn. Ok, và bây giờ bắt đầu. Để bị tinh thần cho anh em. Rồi, ok. Tóc sạch lên. Rồi, cho bạn áo vàng cái chọn đầu tiên luôn đi ở xa. Rồi, tiếp bạn áo xanh. Chị ơi, nhanh đi. Ôi thì lên luôn, thì lên chỗ luôn đấy chứ. Này cho là phải bóng tôm đấy. Các bạn ơi, mình này hên nhở, dính thương cà các bạn ạ. Quay trưởng có cái ngon đến mình nhá rồi. Ôi các bạn ơi, mình từ một người một thôi. Này là cái đến gì nhở? Ướt tươi mọi người ơi. À, mình không ăn được ớt á, nên rất là khổ. Thế? Hôm nay cầu trời cầu Phật đừng có dính cái mắm tôm hay là cái gì hôm nọ mình ăn sặc nhở. Đây. Thế mình là gì các bạn ơi? Các bạn nhìn hộ mình cái nào. Ôi vãi chưởng các bạn ơi. Bụt tạt đấy chứ, nhục thế nhở. Hôm trước món tôm này bụt tạt chứ. Thôi được rồi, cố gắng các bạn ơi. Đây. Xì dầu các bạn ơi. Trời ơi. Êm nhọ nhở. Hôm nay các bạn ơi, ăn xì dầu à? Xì dầu chấm với lại đùi gà cũng ngon không nhở? Thế không có ai hôm nay đen à? Không có ai bốc trúng món tôm à? Buồn nhở? Thì buồn à? À, thế chúc cho mong tâm đâu? Chết rồi, mình chúc mong tâm các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi. Chúc mừng áo đỏ các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ nhúng tương ớt nha. Nhúng tương ớt cho bạn đầu tiên nha. À tương cà đầu tiên đi. Rồi, bỏ xuống đây. Không có cái đĩa nhỉ, chết rồi, hôm nay không cầm đĩa rồi. Tương cà các bạn ơi, ngon chưa? Quên có đĩa à? Không có đĩa đâu. Cầm luôn trên tay luôn. Ok, không cần đĩa luôn các bạn ơi. Đây nhá, rồi vừa của mình nhé, siêu to khổng lồ. Đây còn ớt của em đây, ớt tươi đây. Đùi gà đây, đùi gà ớt tươi các bạn nhá. Tự nhiên đi em, đặt về phần ngực mình đi. Rồi quay gần lại để chín dậy. Ngon nhá mọi người nha. Đây mày quay như sao. Đồ uống thoải mái các bạn ạ, uống đi. Còn của mình là gì nhỉ? Mù tạt nhỉ? Nhọ nhỉ? Mù tạt rồi, nhọ hơn. Bên kia là mắm tôm à? Thôi để cho mắm tôm trước đi bạn nhá. Cái này đùi gà mắm tôm hợp đúng không các bạn? Các cô mắm tôm. Đùi gà mắm tôm. Ui mọi người thơm quá. Thơm quá. Dính tay rồi. Thế đùi gà mắm tôm các bạn ạ. Đùi gà mắm tôm mọi người ạ. Ok nha. Dạ, để cho vừa phải cho tí tao tháo buổi học. Ok các bạn nhá. Đùi gà mắm tôm nhá. Mắm tôm là có thật đấy chứ, không phải là mắm tôm đùa nhá. Đấy, tôi xong rồi các bạn ơi. Rồi. Và của mình chắc là xì dầu các bạn ạ. Hôm nay thì nhẹ nhàng hơn. Đúng cả bạn đấy. Ok luôn. Ý thế. Ui ngon thế. Chèn xì rồi. Đấy, tự thưởng cho mình ngay. Còn mình là cái gì nhỉ? Ok, hôm nay anh em mình không mang đi nữa nhỉ? Mô ta. Ok, mô ta các bạn nhá. Ok. Ok nhá. Ok. Bây giờ sẽ bấm giờ nhá. Bấm giờ nhá. Bắt đầu 1 2 3 là ai ăn chậm cuối cùng là người thua đấy nhá. Ok. Ok. Ai giờ ok. Từ từ uống nước á. Lấy sức để cho chôn cổ ấy chứ. Rồi. Đây nào. Được chưa?
nhỉ? Bắt đầu chưa? Lâu lại quá, lâu rồi thế. Phải câu giờ thật. Cái này đi đã. Ăn mù tạt rồi uống nhiều thế. Được chưa? Ok các bạn ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu. Nó mình chấm nhiều mặn quá. Mù tạt nhá. Đúng mù tạt luôn nhá. À. Thật á. Của mình cay quá mọi người. Ai hôm nay chịu được. Còn sống nữa. Xin thêm các bạn ạ, bởi vì mà ăn không mà cay quá không ăn được cái mù tạt ấy. Mình là người thắng cuộc đầu tiên. Dạ dạ dạ. Anh ăn đi nhỉ? Ok các bạn ạ. Chiến thắng. À, dưới ăn đâu? Người thứ hai. Mình là người thứ hai chiến thắng rồi các bạn ạ. Mình đã lọt qua vòng đầu tiên. Còn 3 người nữa đang ăn. Ở bạn Đức của chúng ta thì chắc là chiến thắng rồi. Cay quá. Ra ôi ăn xong sướng quá, được uống thoải mái. Bạn là mình ăn xong rồi nhớ các bạn nhá. Mình là người chưa đừng ăn các bạn nhá. Đây còn hai này. Không biết anh chuối sẽ thua này. Ui. Còn để lại xương ấy nhá. Mình nhỏ ra chứ. Ui. Còn nhanh. Vẫn còn. Còn. Không được nhổ nhá. Nhổ là thua đấy. Cùa luôn đấy. Vậy hết còn sạch hết nhá, hết sạch nhá, tí nữa kiểm tra xương đấy nhá. Còn mà kiểm tra xương đấy. Ừ, tí kiểm tra xương á. Nhưng mà ăn rẻ lại hỏng đấy. Hết sạch nhá các bạn nhá. Đâu, thua xương thế nào? Vẫn còn. Vẫn còn chưa chưa? Còn. Phải ăn sạch cơ. Thầy nhìn anh đâu các bạn. Ừ. Như ngang nhau à? Mồm nó nhai. Mà hết. Mồm ai phải nhai hết ấy. Mồm mới còn nhai là chưa xong đâu. Bao giờ phải nuốt cơ. Cố lên, cố lên. Mà hết rồi nhá. Hết rồi nha các bạn nhá. Không mồm được hả mồm ạ? Người bé ăn nhanh hết rồi. Thôi mình thua cuộc các bạn ạ. Tự ra mình ăn vào cay quá. Mù tạt mình không quen. Chậm mới ngay đoạn đầu các bạn. Buồn quá. Mình gần như là ngang nhau ấy nhở. Hay là cho mình tiếp vòng 2 đi thôi. Ngang nhau.
mình lớn lên chơi như thế được. Các bạn cười cho các bạn. À, thì quá. Thế rồi các bạn, mình cũng không kém gì đâu, nhưng mà mình bị nghe đến từ cái mô tả đầu tiên làm mình khó chơi quá. Mình chia thì bị loại nhé các vừa bạn. Vừa uống vừa ăn hả? May quá. Mình đứng tốt thứ nhất hai lần rồi mọi người. Lại lần thứ hai. Thật sự rất buồn đó, nhìn bình thường mọi người nhìn cứ tưởng là to xác và ăn nhanh nhưng mà không phải. Mình kiểu như là rùa và thỏ, mình cũng hơi đủng đỉnh một tí nhưng mà vì cái cay quá nên là thành ra chậm các bạn nhé. Các bạn lại ngồi chiến đấu nhá, mình là người loại rồi. Rồi, sẽ ra quay cho mọi người. Ok. Thôi các bạn nhá. Ok các bạn ơi. Vòng 1 là anh chuối của chúng ta đã bị loại bởi vì lại dính mình như mình không lọ là quả này là cái gì nhỉ? Mù tạp Nhật. Mù tạp luôn các bạn ạ. Nên đúng là quả này là hại. Buổi đầu tiên là hại anh củ, hôm nay là hại anh chuối mọi người. Quả này quả mù tạt đúng tạt cho phát vỡ mặt luôn đấy các bạn ạ. Ngoài bàn luôn. Như một quả tát luôn. Phải nhở. Và bây giờ ai sẽ là người uống ba la uống ba la uống ba la. Rồi bây giờ sẽ từ bạn áo đỏ luôn. Ok. Ôi, các bạn ơi, mình may mắn nên mình trúng tương ớt. Yes. Ôi dồi ôi, các bạn ơi. Ớt tươi. Ôi dồi ôi. Mắm chôm. Ok, các bạn ơi. Vip luôn các bạn ơi, vip, 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 vip. Im. Mình là người thua cuộc của mình sẽ công bằng hơn là mình sẽ cho mọi người chấm nước chấm nha, mình sẽ chấm cho mọi người nha. Bây giờ không ai là động nhá. Đâu rồi? Ok. Bắt đầu cái gì đây? Tương cà. Tương cà, vip, 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 vip. Ủa, cái này dễ ăn quá các bạn. Đây là tương cà nhá. Đấy anh em mình. À đây anh sẽ đứng bên này cho mọi người xem. Ok. Tương cà nhá các bạn ơi. Bây giờ anh em xem luôn. Chấm nó phải như thế này đúng không? Quê chưa? Đấy, tương cà nhá. Đâu rồi? Ai dạ? Của em đâu? Không. Rồi. Tương cà các bạn nhá. Đấy, chết chưa? Ôi mọi người ơi. Đây là gì? Còn có mình quá chết luôn. Tương ớt luôn. Son nhờ, son nhờ. Được đấy, ok. Mình nhá, mình đã làm gọi là chủ ban đại diện hôm nay. Quấy ớt chưa? Đấy. Này, đi ăn đi này. Ui rồi ôi. Chết đấy nhỉ các bạn nhỉ. Đổ 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 cho mọi người đổ, xem đổ, nha. Đổ nước kia đi, đổ nước kia đi. Wow. Lấy cốc. Này, đổ. Tương ớt nha. Ai mắm tôm? Em. Ra đây. Mắm tôm nha. Cá đất lương, ăn mắm tôm. Ôi, thích cái còn gì nữa. Mình thích ăn mắm tôm đấy mọi người. Thật đấy. Đúng rồi. Được, thích đây. Trời ơi, anh chuối ơi, em đùa thôi anh. Ôi nha các bạn nha. Ôi ơi, xuống đây còn gì nữa. Nói nha. Được chưa? Này thì cả Đức Lương à. Đức Lương này. Ăn xong thì không. Không cả. Rồi, cái này là gì? À, ớt tươi các bạn. Ớt. Ớt tươi à. Tươi này các bạn ơi. Ôi giời ơi. Này rất tươi này các bạn ơi. Yeah. Này các bạn ơi, được không? Đẳng cấp chưa? Không biết qua không. Đẳng cấp quá thừa nhá. Thôi đây, cho này nó được chưa các bạn? Đấy, cho một tí nữa thôi. Đấy, này là tình cảm lắm rồi đấy. Một tí rồi. Ok. Rồi. Đấy, một tí đây, đây được chưa? Đấy, đẳng cấp chưa tình cảm rồi. Bắt đầu nhá. Tương tư. Sẽ đến nhá. Từ từ. 1 2 3 bắt đầu. Cái phòng ngủ nhưng mà này. Đấy, nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có võ các bạn, cũng chén ai các biết đấy. Cá đương đương đâu hỏng gà chưa? Vẫn ngon đấy mọi người nha. Chưa bao giờ yếu. Chưa bao giờ yếu đúng không? Ăn vẻ rất ngon luôn. Đi đi ăn mà cứ như đi ăn ở nhà ấy nhỉ. Ăn nhanh lên chứ tốc độ nhanh rồi không anh củ anh xong rồi này. Bạn ơi. Cuối này. Đấy. Hôm nay mình nhất định phải chiến thắng luôn. Ok các bạn ạ. Các
ca mình ăn sắp xong rồi các bạn này, một tí nữa này. Ai là người chiến thắng được 10 củ hôm nay đấy, các bạn cố lên nhá. 10 củ đấy không ít đâu. Đấy. Bàn tiệc của chúng ta nhiệt chất chưa? Chưa. 10 củ đang đợi trước à? Nếu ăn được 10 củ cũng không phải là bảo vẫn như hôm nọ 5 củ mà hôm nay tăng lên 10 củ à? 10 củ rồi. Hay à? Thế nhỉ các bạn nhỉ? Cố gắng lên. Ủa nhanh lên. Chiến thắng thứ nhất, chiến thắng thứ hai, áo đỏ. Thắng các bạn ơi. Ủa mà nhanh thế. Mình chưa gặp cái gặp cái xương nó lên rồi. Ai gặp được xương gặp thịt đây chứ, em gặp xương làm gì? Rồi, bye bye người vòng thứ hai nhá, bye bye em. Hôm nay mình sẽ đạt giải lắm các bạn ạ. Ok đây. Các bạn ơi, đây là vòng thứ hai đã có người thu cuộc là bạn áo vàng đã đi ra các bạn nhá. Oh. Để xem hôm nay ai là người giành chiếc cúp. Các bạn này ăn đùi gà xong uống nước. Phê các bạn ấy. Mirinda. Rồi, tiếp tục đi anh ơi. 1, 2, 3. Tiếp tục nhá. Không, còn ai phải đến em. À, đến em à? Lên, nhặt lên, từng lên, lên nào. Nhảy đi, nhảy đi. Con sáng đúng mình thôi, nghe yếu lắm cơ mà. Mình chọn luôn nha. Ôi, mình trúng tương cá các bạn ạ. Ui, đỏ thế các bạn ơi. Lại xì dầu rồi. Lại ướt tươi rồi. Cá chúng người ta tới mình nhỉ, để mà lượm ra cho nhanh các bạn nhỉ. Mình là mình không ăn được ướt tươi. Xì dầu các bạn ơi. Tương cà quá hợp lý luôn. Rồi, cho vào. Cho tương cà. Này này. Xì dầu. Một quả to để anh em mình lại chấm tương cà cho thằng em vào nhá. Ok các bạn ăn tương cà nhá. Mà sợ mình thua mất, mình no quá. Một chén tương cà của em củ là gì nhỉ? Em cho em ướt dòng đỏ các bạn ơi. Ướt à? Vâng. Bây giờ ướt tươi à? Uống dòng đỏ. Ok ướt tươi bạn nhá. Càng nhiều càng tốt. Hôm nay được cái thể lệ là uống gì thì uống sướng rồi. Sướng mọi người ạ, hôm nay được uống thoải mái. Cuốn ướt luôn các bạn. Như này đi. Ok. Đây. Rồi đây anh. Đây. Quẩy ăn đây. Ờ, em cảm ơn. Cho em là gì nhỉ? Bữa em lại xì dầu. Xì dầu ạ? À? Mà chấm ít hơi mặn quá anh ạ. Có cà phê nhé. Ok. Mình cà phê các bạn. Các bạn đã từng ăn đùi gà và xì dầu chứ các bạn ơi. Đấy, hôm nay chắc là có 1 không 2. Ok các bạn. Có bướng mọi người anh không? Chơi quả này nhá, phát đầu tiên nhá mọi người. Nào, phát đầu tiên này. Anh 3 3 2 1 bắt đầu. Ui giời. Ngon quá. Có vẻ vòng thứ 3 anh em đều mệt đấy các bạn ạ. Ăn không phải là đơn giản, ăn cứ tưởng là mọi người cứ tưởng ăn là sướng thôi. Nhưng mà thật sự không phải đâu các bạn nhé. Ăn để mà ăn ngon thì sướng, nhưng khi ăn thì hơi vất vả các bạn. Đâu, quay cho mọi người xem này. Ăn cả ớt luôn này này. Cá Đức Lương nhá, bạn này là bạn tem mới của anh em mình nhá. Cá Đức Lương nhá. Đấy. Ăn ớt như chảo màu luôn các bạn ạ. Đấy, oánh ngác không? Mình là tem cũ các bạn ạ. Đây là tem cũ. Đây là mát cũ rồi. Oánh à. Xì dầu oánh ngác đây. Sắp hết đá rồi. Kêu vừa mặn hờ oánh ngác đây. Còn đây là tem... cũng lâu lâu rồi các bạn ạ. Không phải cũ nhưng cũng lâu lâu rồi. Đúng rồi, bạn nước ngon quá các bạn ơi. Đây bạn này là bạn đây là Đức Văn Lò nhé. À quên, Lò Văn Đức nhá. À quên. Lò Quý Đức. Lò Quý Đức. À quên. Cái gì nhỉ? Nguyễn Văn Đức à? Anh Trần Việt Đức. À Trần Việt Đức à? À người Kim, người Kim. Con Kim. Ok các bạn. À. Chiến nhanh lên. Thế vòng này là vợ ai nè? Có vẻ là... Có vẻ áo đỏ chúng ta có vẻ nghe hơi yếu hay sao nhỉ? Giật mạnh lên. Anh em củ ra đâu rồi nha, nhùm nhòm nhanh lên em ơi, không là thua đấy. Anh em mình to này mà thua là hỏng đấy. Vừa nãy anh dầu mặn, thì dầu mặn. Vừa nãy anh ăn dính ớt thì một tạt thì anh thua là phải chịu thôi. Cố gắng đi, vừa chịu cũng mặt rồi. Cố lên. Anh em cho một tràng vỗ tay nhá. Đấy, ok này. Bàn tiệc của chúng ta còn rất nhiều luôn nhá. Bắt đầu cảm thấy hôm nay ăn khô cổ mà được uống nước cũng thấy sướng đời các bạn ơi. Hôm nay chúng ta nước rất nhiều luôn nhá, thoải mái con gà mái luôn.
Đấy. Đùi gà thì trên bàn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Mình vẫn thèm nhưng mà tại vì ăn ngay thì cái mù tạt buồn quá. Số nhỏ. Mất bao nhiêu công nấu cuối cùng là thế là loại là ngay đầu tiên, thế mới nhục. Ô. Xong rồi à? Gì ấy? Thua rồi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cá đứng lương đã xong rồi các bạn nhá. Một cái đùi gà đã xong rồi. Cái lên em, cố lên em ơi. Em mà thua thằng trẻ con thì là không được đâu em ơi. Cố lên em ơi. Các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng để ăn để lấy được 10 triệu. Mình muốn thử cảm giác mạnh như tát vào mồm như anh Củ với anh Chuối nha mọi người. Xem có qua được không đúng không? Thanh niên 17 bẻ gãy xương châu hôm trước là thua mình rồi, nghe hơi cay đấy. Hôm nay nghe phải cố gắng không biết là có thành công không? Mình vừa đi luyện mọi người ạ. Luyện ở Malapalibo về. Cảm ơn cả quay hàm luôn. Ngon quá các bạn ơi. Giờ là mình sẽ uống thử nước này nhé mọi người. Đâu rồi? À? Ai thắng nào? Chắc thua rồi anh Củ ơi. Anh thua làm sao rồi? Cố lên. Ôi. Cứ tình hình như này là anh chỉ là ăn chậm thôi chứ không bao giờ thua. Cái gì cơ? Ăn xong rồi á? Không. Thế là người tiếp theo là anh Củ chúng ta đã thắng các bạn nhá. Áo đỏ chúng ta đã bị phải loại cho anh áo đỏ một cái đùi gà mang về cho người yêu đấy các bạn ơi. Đấy, đã đi thi được đừng quà mang về các bạn nhá. Đấy, một đùi gà luôn, ok. Tặng cho mấy đã qua được vòng thứ 3. Thôi, mình chào các bạn, mình ra ngoài nha các bạn nhá. Tạm biệt bạn. Tên tèn vòng thứ 4. Các bạn ơi, thế là trong khoảng 30 phút anh em chiến đấu thì bây giờ đã tìm ra hai người các bạn nhá. Bây giờ vòng này là vòng sống chết đấy các bạn ơi, một sống và một chết đấy các bạn. Làm gì ăn mà chết ai sợ tôi. Gọi là sống chết để kiếm một người ở lại một người ra đi ấy. Rồi. Đấy, bây giờ là sắp lên. Cá Đức Lương này khỏe lắm các bạn ạ. Là gì cá Đức Lương là gì nào? Mình cầu mong là đừng cho vào ướt cho tươi vì là vừa đấy mình ăn hai lần, cho thêm lần này nữa là mai đi viện anh đỏ hết mồm mà ô lại tất cả các bạn ơi, hôm nay đúng là một ngày đỏ của mình luôn, thực có duyên, chỉ có cái là chấm nhiều hơi mặn tí thôi các bạn ạ. Ớt ớt tương tương thì đấy rồi, chắc là tương ớt đấy. Mọi người xem của mình đó, lộ thôi em ơi, lộ ra, lộ thôi mọi người có nhìn thấy đâu. What? Nó đi hết mọi người. Mình không phục vụ nữa bởi vì mọi người sợ kêu mặn. Nên là thôi vòng này cũng là ăn là quá sức rồi các bạn, nên cho mọi người. Hôm nay là mình có duyên với cái đỏ ớt siêu cay. Do mình làm mình tự ăn. Mình cũng thoải mái quá sức các bạn. Đây anh. Ok. Chọn nha. Rồi, đây của anh. Đây của anh. Mình được tự chấm mà mình sẽ chấm ít thôi các bạn. Mình sẽ chấm nhiều. Thế đây các bạn ạ. Chấm nhiều không ăn nổi. Nào. 1 2 3. Ừ. 10 triệu phải ăn nữa. 10 triệu của anh Chuối. Meli. Ngọt như sữa Milo mọi người ạ. No chưa? No nhưng mà 10 triệu mình phải cho nó ngọt mấy lô luôn. Hơi cứng. Sáng hay là mình hơi cứng. Mấy con gà cái nó thích chân gà hay sao? Đùi gà và tươi to. Đấy, chắc nó muốn mang đùi gà nó dám được. À, con gà thấy bạn của nó là bị nướng nên nó bảo là nó ghen.
nó muốn làm cùng. Thôi, nhìn này biết là mình thua rồi. Không còn tia hy vọng rồi các bạn ạ. Ăn đi anh. Không ngác nổi nữa rồi. Anh ăn đi, cố lên. No quá rồi. Chắc là của em còn mỗi xương còn gì đâu. Còn mà. Còn cái gì? Em gặp xương đợi như em kia. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Mình lại thua các bạn ạ. Nhưng mà quá vinh dự luôn. Chắc chắn rồi các bạn ạ. Ok các đây. Bạn ơi, nhìn cả tuổi 17 cầm cái xương gà kia là đấy, các bạn ơi. Tuổi 17 đúng là bẻ gãy sừng râu luôn các bạn nhá. Bẻ gãy gãy cái tuổi hơn 20 này. Đây mọi người xem vật phẩm của mình nha. Ok đây. Giờ là mình cái gà xương gà các bạn này đấy. Yeah. Đấy, mình là mình okay, để cái màn bàn cho mọi người xem. Ok. Ok. Đấy. Xem này. Một đùi, một hai đùi. Hai. Làm gì cái này là một chứ? À. Một. em làm. Tay tay em để ở dưới. 2. Rồi. 3. Ok. 4. Okay. Giờ là mình còn ăn thêm được tầm bao nhiêu cái rồi mọi người? Điều đó. 5 cái nữa. Nhưng mà anh chú ý xin phép mọi người thôi. Không có đối thủ rồi. Không có đối thủ mọi người ạ. Cũng chả biết được nhỉ, nói người ta thắng cuộc người ta nói nào phải nghe thế đúng các okay. Bạn còn ăn được hay không nữa về có người chiến đấu tiếp nhỉ. Nếu mà có cái vòng loại lần sau anh em mình sẽ cố gắng hơn đi. Nhưng mà để được đến vòng này là mình hôm nay quá vinh dự rồi các bạn ạ. Đấy. Vinh dự chưa? Thì mình còn một cái này. Ok các bạn ơi. Trong cuộc vui thì cũng có người thắng kẻ thua các bạn ơi. Thì hôm nay anh em mình đều là kẻ thua cuộc các bạn ạ. Còn cái tuổi 17 đây bên này là người thắng cuộc các bạn nhé. Thì chúc mừng thằng em Cá Đức Lương đã đạt 10 củ nhé. Bắt tay ra. Yeah. Tuổi 17 đẻ với 4 cái đùi gà. 4 cái đùi gà. Hôm nay thật sự là cũng hơi buồn một chút. Bởi vì anh em mình đã nhớ là quay buổi sáng thôi. Nhưng mà bởi vì trời mưa quá nên anh em mình mãi buổi chiều. Bây giờ nó quá bữa rồi, ăn nó không ngon nên là không thể nào mà ăn được nữa. Mình anh em mình bị thua cuộc ngày hôm nay các bạn nhé. Lần sau anh em mình sẽ cố gắng hơn các bạn nhá. Các bạn xem video thấy hay và yêu quý mấy anh em củ chuối mình, cho anh em xin một like, đăng ký kênh, ấn chuông và chia sẻ giúp anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ là đăng ký chuông và ấn chuông và chia sẻ cho anh em mình nhé. Bye bye. Bye bye. Đăng ký kênh không ạ? Đăng ký chuông.